về mặt ngoại thất. Và như anh nào đi nhạc thì auto đẹp trai. Như anh nào đi nhạc thì auto đẹp trai. Chào mừng các bạn trở lại với Auto Việt Nam và xin được cảm ơn người mẫu ảnh Châu Lê, khách mời tham dự trong video đánh giá về chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 Formatic của Auto Việt Nam. Xin chào em có thể là giới thiệu đôi chút về bản thân mình cũng như là chào quý khán giả của Auto Việt Nam được không? Hi, xin chào tất cả mọi người, em là Châu Lê. Và ngày hôm nay thì em sẽ cùng với anh Chí để khám phá và trải nghiệm dòng xe Mercedes-Benz GLC 300. Và để đến với video thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn chân thành đại lý Mercedes-Benz Hasako Kim Giang và anh Hà trưởng phòng kinh doanh đã hỗ trợ chúng tôi nhiệt tình để có video ngày hôm nay. Và để đến với video clip thì các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để nhận được những video clip mới nhất của Auto Việt Nam nhé. Xin cảm ơn. Và câu hỏi đầu tiên anh muốn dành cho Châu Lê đó là từ nãy đến giờ anh thấy em rất là thoải mái cũng là tự tin để kết hợp với cái mẫu xe GLC 300 Formatic này. Không biết rằng là em có thích cái phong cách thiết kế của mẫu xe này không? Vâng, thì cứ nhắc tới Mercedes-Benz thì người ta sẽ nghĩ ngay tới độ xa hoa và sang chảnh của nó. Và bản thân em thì em cũng rất ấn tượng với dòng xe GLC 300 này anh ạ. Với dáng vẻ rất là khỏe khoắn, thể thao và với những một số thiết kế khá là mới, em thì đặc biệt rất là ấn tượng với cả thiết kế của dòng xe GLC 300 này anh ạ. Châu Lê nói rất là đúng, GLC là một trong những cái dòng xe gặt hái được rất nhiều cái sự thành công của Mercedes-Benz ở tại thị trường Việt Nam. Đã có hơn 10.000 chiếc xe được bán ra tính từ thời điểm sau khi 4 năm ra mắt. Và GLC thì cũng có rất nhiều các phiên bản khác nhau như là GLC 200, GLC 200 Formatic và GLC 300 thì cũng có hai phiên bản được phân phối chính thức ở tại thị trường Việt Nam. Đó là GLC 300 Formatic Coupe, phiên bản nhập khẩu trực tiếp và GLC 300 Formatic lắp ráp trong nước, chiếc xe đứng cạnh chúng ta lúc này Châu Lê ạ. Và với mức giá bán là 2.399.000.000 đồng thì chiếc xe GLC lắp ráp trong nước này đang có mức giá rẻ hơn so với phiên bản nhập khẩu, khoảng tầm từ 150 cho tới 160 triệu đồng. Và với mức giá như này thì anh cảm thấy rất là phù hợp với cái đối tượng khách hàng trung lưu ở tại Việt Nam. Wow, vậy là giá để chiếc xe này lăn bánh thì chỉ khoảng gần 2,6 tỷ đồng thôi đúng không anh? Đúng rồi Châu Lê ạ. Ok, vậy thì chúng ta hãy tạm thời gạt bỏ câu chuyện giá sang một bên đi. Anh muốn hỏi Châu Lê câu hỏi thứ hai đó là em thích nhất những cái điểm gì ở phần ngoại thất xe? Ngoại thất xe thì em rất là thích phần lưới tản nhiệt này. Thì sẽ có một cái logo rất là đẹp, hình ngôi sao rơi. What? Trông rất là sang chảnh. Với cái mặt ca lăng xe của GLC 300 Formatic được thiết kế rất là lớn. Và chúng ta sẽ có một cái logo ngôi sao ba cánh được đặt ngay vị trí trung tâm, rất là đẳng cấp và sang trọng đúng không em? Ngoài ra thì bên trong chúng ta còn có những cái phần họa tiết kim cương đây. Và nhiều người cũng có nói với anh rằng là cái chi tiết này thì nó giống hình sao rơi hơn. Tuy nhiên thì cá nhân anh thấy rằng là họa tiết kim cương hay là sao rơi thì nó đều đẹp cả. Ngoài ra thì kết hợp với đó chúng ta sẽ có một cái phần thanh nan được sơn nhũ rồi điểm xuyết thêm những cái chi tiết mạ chrome đây, trông rất là sang trọng đúng không em? Và nhìn về góc độ thẩm mỹ khi mà nhìn vào cái phần mặt ca lăng của GLC 300 Formatic, chúng ta thấy được cái sự sang trọng cũng như là cái thiết kế không thể chê vào đâu được đúng không em? Ngoài ra thì em còn thích cái cụm đèn của nó. Cụm đèn chiếu sáng. Đúng rồi, ở phần đầu chắc chắn là mặt ca lăng sau đến đèn rồi. Chiếc xe này được sử dụng một cái công nghệ đó là multi-beam với 84 bóng LED phía bên trong. Và với cụm đèn chiếu sáng này thì chúng ta có thể là chiếu sáng lên tới 650m và có khả năng điều chỉnh góc chiếu sáng theo góc cua. Và đồng thời là có khả năng tự động tắt bật đèn pha cốt thông minh. Cái công nghệ này hiểu một cách đơn giản đó là khi mà xe của chúng ta đi vào ban đêm, gặp chiếc xe đi đối diện thì chúng ta đang chiếu sang đèn pha thì nó sẽ chuyển sang đèn cốt để nó hạn chế cái việc là cái chiếc xe đối diện chúng ta nó không bị chóa mắt và an toàn hơn. Ở đây thì ngoài ra thì em còn thấy có phần hốc hút gió khá là thiết kế trông rất là thể thao đúng không anh? Ok, tổng quan về những cái chi tiết đó thì nó giúp cho cái phần đầu xe của GLC 300 trông rất là mố đúng không em? Và cái phần chi tiết này ngoài những cái thiết kế nó rất là thể thao thì cái phần hốc hút gió này nó còn giúp cho cái mẫu xe này nó tăng cái khí động lực học của xe và giúp cho GLC 300 hạn chế được cái hệ số cản gió. Ngoài ra thì bên dưới anh còn muốn giới thiệu cho Châu Lê chúng ta còn có những con cảm biến cảnh báo va chạm phía đằng trước, đồng thời là chi tiết camera trước trong tổng thể chi tiết camera 360 độ của xe. Vậy thì phần thân xe sao? Em thích những cái điểm gì? Phần thân xe thì em sẽ thích phần vành xe ạ. Vành xe, ok, đúng rồi. Bởi vì là nó được thiết kế
coi như là một sự kết hợp rất là nhuần nhuyễn với một chiếc xe thể thao. À đúng rồi, đập vào mắt chúng ta ở phần thân xe chắc chắn phải nói đến đó là bộ la răng kích cỡ là 19 inch AMG. Và đối với cái phiên bản mà lắp ráp trong nước này thì anh thấy rằng là cái cách tạo hình của cái phần la răng này nó được sử dụng là 5 chấu và với hai tông màu sơn đen và kim loại được phay sáng trông rất là hợp với cả một cái mẫu xe crossover như này. Và đồng thời nó cũng rất là phù hợp với cái thiết kế sang trọng của một cái mẫu xe hạng sang của Mercedes-Benz. Ngoài ra thì GLC 300 Formatic còn được sử dụng một cái bản lốp đó là 235/55 và sử dụng la răng là 19 inch và sử dụng lốp là của hãng Ferrari, một trong những hãng sản xuất lốp rất là nổi tiếng ở trên thế giới. Ngoài chi tiết la răng xe thì không biết là Châu Lê còn thích những cái điểm gì ở phần thân xe của GLC 300 Formatic được không? Em cũng cảm thấy rất là đặc biệt và cảm thấy hứng thú với cả một cặp gương chiếu hậu. Có một dải đèn LED ở đây khá là ấn tượng này. Và phần thân xe thì được dầm nổi rất là thể thao. Đúng rồi, cái phần thân xe thì ngoài la răng xe chúng ta còn có rất nhiều những cái chi tiết ở phần thân xe của GLC 300. Nó mang những cái phong thái và không khí rất là thể thao đúng không em? Và với phần gương chiếu hậu này thì chúng ta có thể là gập điện này, chỉnh điện này, rồi có phần mặt gương có thể là sấy kính, rồi có thêm là cái tự động chống chói nữa. Ngoài ra em có thể thấy là phía bên ngoài chúng ta có cái đèn xi nhan hoàn toàn sử dụng bằng LED. Và kết hợp với đó là những cái chi tiết ở phần gương trong tổng thể chi tiết camera 360 độ mà anh đã chia sẻ với em ở phần đầu xe rồi, đúng không? Ngoài ra thì em có thể thấy là chúng ta sẽ có những cái đường gân kéo dài từ phần cánh cửa trước cho tới tít tận phần cánh cửa sau, trông nó rất là đẳng cấp đúng không em? Và với một cái mẫu xe hạng sang ấy, như mẹ thì không thể thiếu được những cái chi tiết như là mạ chrome chân kính, rồi tay nắm cửa cũng được mạ chrome. Rồi em có thể để ý là phía kính đằng sau của chúng ta sẽ có những cái mảng kính tối. Với cái mảng kính tối này thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể là đảm bảo cái quyền riêng tư đi ở những cái thời tiết nắng nóng như ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở Hà Nội ấy, thì những cái tia cực tím nó sẽ hạn chế dọi vào bên trong cái khoang cabin xe. Nó sẽ giúp đảm bảo cho cái việc là sức khỏe của chúng ta an toàn hơn. Từ nãy giờ thì anh thấy Châu Lê rất thích những cái chi tiết phải nói là gần guốc và thể thao. Ngoài ra thì còn có những cái chi tiết đèn LED xe đúng không? Thì bây giờ thì anh xin phép được mời Châu Lê tiến về phía đuôi xe. Chúng ta có rất nhiều thứ để khám phá. Với phần đuôi xe thì đập vào mắt chúng ta sẽ là một trong những cái cụm đèn hậu được sử dụng hoàn toàn bằng LED. Và với những cái đồ họa sợi quang hình chữ E Nhật đây thì giúp cho cái phần đuôi xe của GLC 300 nếu như chúng ta quan sát từ xa chắc chắn sẽ không thể nhầm lẫn được với cái mẫu xe nào cả. Với cái thiết kế của GLC 300 Formatic mới thì cá nhân anh thấy nó rất là đẹp rồi, không biết là Châu Lê thì sao? Em thì cảm thấy là với thiết kế của dòng GLC 300 này thì khó có thể là có một cái hãng xe nào đọ được về mặt ngoại thất. Và như anh nào đi nhạc thì auto điện tra. Như anh nào đi nhạc thì auto điện tra. Anh nào đi mẹp là auto đẹp trai. Ngoài ra thì em có thể thấy là phía đằng đuôi xe chúng ta sẽ có những cái phần chi tiết là ốp mạ chrome và ốp bodo ở đây, trông rất là đẹp đúng không? Kết hợp với đó thì chúng ta sẽ có những cái phần chi tiết khuếch tán gió ở đây. Như anh đã nói thì nó giúp cho chiếc xe này nó tăng cái khí động học của xe, cũng như là nó tô điểm cho mẫu xe này cảm giác nó vừa sang trọng lại còn vừa thể thao hơn đúng không? Còn bây giờ thì anh muốn giới thiệu một chút ở phần phía bên trong cốp xe nhá. Cốp xe của GLC 300 thì rất là rộng luôn. Đó. Với một cái không gian cốp như này thì Châu Lê có thể để là 1 này, 2 cho đến 3 cái vali rất là lớn đây. Và với những cái chuyến đi du lịch, đi picnic, đi biển với người thân, gia đình, bạn bè thì thoải mái để đồ. Ngoài ra nếu như mà Châu Lê là tín đồ của cái việc là đi mua sắm ở Big C hay là đi đến các trung tâm thương mại đúng không? Mình mua sắm về mình để có thể là để rất nhiều những cái đồ vật ở bên phía bên trong này. Ngoài ra nếu như mà điều đó không đủ thì em có thể là em gập hai hàng ghế phía đằng trước. Đó, em sẽ có một cái không gian cực kỳ rộng luôn. Và với không gian như này thì ngoài để đồ, nếu như mà em đi du lịch với người thân, đặc biệt là với người yêu ấy, em có thể là để một cái tấm đệm mỏng ở đây và mình có thể ngủ trên này luôn, không phải thuê khách sạn hay nhà nghỉ đâu, đúng không? Ok, và anh đùa em vậy thôi. Còn dưới này thì chúng ta sẽ có thêm những cái phần chi tiết lốp dự phòng. Một trong những cái chi tiết mà đây cũng là một trong những cái sự khác biệt với phiên bản nhập khẩu so với phiên bản lắp ráp trong nước. Ở những cái dòng xe nhập khẩu ấy thì nó sẽ không có lốp dự phòng đâu. Nhưng mà những cái phiên bản lắp ráp hoặc là những mẫu xe GLC mới 2020 thì đã có lốp dự phòng rồi. Đó cũng là một trong những cái điều kiện để sử dụng ở Việt Nam nó dễ dàng hơn. Còn bây giờ thì anh xin mời Châu Lê khám phá một chút bên trong nội thất xe đi.
Bước vào bên trong khoang nội thất của GLC 300 Formatic thì không biết rằng là Châu Lê em thích nhất những cái điểm gì ở trên chiếc xe này? Em thực sự rất là mãn nhãn với nội thất ở phía bên trong của chiếc GLC này. Phần vô lăng thì được bọc da một cách rất là tinh tế, hoàn hảo. Nói thật là rất là xịn sò. Tiếp theo thì những nút bấm này thì em cảm thấy là nó sẽ rất là nhanh và nhạy đúng không anh? Đúng rồi, rất là nhanh và nhạy. Ở phía trên này thì sẽ là có một cái logo mạ chrome nhìn trông rất là đẳng cấp. Ngoài ra thì phần phía bảng điều khiển trung tâm này thì là ốp gỗ hả anh? Ốp gỗ tần bì. Dạ. Đây là một trong những cái chi tiết phải nói rằng là rất là sang trọng trên cái mẫu xe GLC 300. Về phía phần màn hình thì em đoán đây là màn hình 10,25 inch đúng không anh? Đúng rồi, 10,25 inch Châu Lê ạ. Về không gian, về cái không khí mà Mercedes-Benz họ đem tới cho chúng ta là một trong những cái không gian phải nói rằng là thể hiện cái sự sang trọng này, tinh tế và đẳng cấp trên một cái dòng xe sang đúng không? Và em có thể thấy rằng là chúng ta, như em cũng vừa nói là phần vô lăng này rồi những cái chi tiết này nó thể hiện cái sự đẳng cấp như vậy. Những dòng xe mạc thì thông thường cần số lúc nào để phía đằng sau vô lăng xe. Và điều này thì không bao giờ mạc họ để cái cần số ở phía bên tay phải chúng ta. Bởi vì như thế nó cũng rất là bình thường và nó không thể hiện được cái sự tinh tế của một chiếc xe, đúng không? Và ngoài ra thì ở phần phía bên trong với cái mặt đồng hồ tắp lô xe được sử dụng hoàn toàn bằng điện tử và với những cái độ phân giải, độ nhạy rất là cao đúng không em? Ngoài ra bên trong thì chúng ta còn có những cái đồng hồ như là đồng hồ vòng tua máy, đồng hồ km đúng không, và những cái thông số hiển thị khác nhau rất là sắc nét. Ok, ngoài ra thì phía bên tay phải cái cụm bảng điều khiển trung tâm ở đây như em đã nói thì cái phần ốp gỗ này chúng ta sờ vào cảm giác nó rất là thô ráp với cả nó rất là sướng tay đúng không. Và bên trên cái phần điều khiển trung tâm này chúng ta sẽ có những cái nút như là tăng giảm volume này, nút driver mode, đây là một trong những cái nút để chúng ta điều khiển sang các chế độ lái khác nhau ở trên cái màn hình 12.5 inch đây. Anh sẽ thử cho Châu Lê xem. Chúng ta sẽ có eco này, chúng ta sẽ có comfort này, chúng ta sẽ có sport cộng, rồi individual. Đây là những cái mà cái chế độ lái khác nhau tùy vào những cái điều kiện chúng ta thích. Ngoài ra thì ở phía bên dưới này chúng ta còn có những cái nút bấm như là chức năng tắt bật tạm ngắt động cơ, rồi tắt bật camera 360 độ. Ngoài ra thì chúng ta còn có cái nút bấm tắt bật cân bằng điện tử nữa. Và phía bên trên này thì chúng ta sẽ có một cái phần chi tiết touch control. Đó, cái touch control này thì chúng ta có thể là điều khiển ở phía bên trên màn hình 10,25 inch này. Và đây rất là nhạy, đúng rồi. Nếu như mà chúng ta vừa lái xe ấy, vừa lái xe thì chúng ta vừa lái xe chúng ta vừa chỉ chúng ta vừa điều khiển như này thì nó sẽ không thể nào mà nó có cái độ góc độ về thẩm mỹ, về tinh tế, nó sẽ không thể tinh tế và sang trọng được. Và cái vấn đề thứ hai về góc độ an toàn, chúng ta vừa lái xe tốc độ cao chúng ta điều chỉnh như này nó sẽ không an toàn. Cái việc là chúng ta có một cái touch control ở đây đúng không, chúng ta điều khiển nó sẽ dễ dàng hơn đó. Và trên cái màn hình 10,25 inch này thì em có thể thấy là cái giao diện hoàn toàn bằng tiếng Việt, rất dễ sử dụng. Chúng ta sẽ có kết nối với điện thoại thành tay, radio, rồi nghe nhạc MP3 qua Bluetooth, qua USB, qua cổng AUX và kết nối với Apple CarPlay và Android Auto nữa. Đó, rất nhiều những cái khác nhau. Đó. Ngoài ra thì cụm màn hình 10,25 này có thể điều chỉnh điều hòa, rồi những cái cơ bản như là chúng ta có thể là điều chỉnh những cái viền đèn nội thất của xe với 64 màu. Đó là một trong những cái anh cảm thấy rất là hay trên cái bộ xe GLC 300 Formatic. Còn phía bên trong này thì Châu Lê có thích những cái phần chi tiết tiện dụng, tiện ích ở đây không? Cái khoang này là để nước hả đúng không? Đúng rồi, chúng ta sẽ có những cái phần chi tiết để nước này, nó rất là hữu dụng đúng không? Dạ. Rồi những cái phần chi tiết như là cổng sạc Type-C, rồi cổng sạc smartphone. Bây giờ thì ai cũng dùng smartphone rồi. Và điều đó chúng ta chỉ cần đặt cái máy điện thoại ở đây là có thể sạc một cách là dễ dàng và tiện ích. Ngoài ra thì bên trong khoang nội thất của GLC 300 ấy, thì em có thể thấy là chúng ta sẽ có những cái không gian không khí hoàn toàn bằng cái màu đen. Và ghế hiện tại thì chúng ta đang ngồi cũng là ghế để điều chỉnh đúng không? Điều chỉnh rất nhiều hướng khác nhau, như điều chỉnh cột này, điều chỉnh lưng này, điều chỉnh cái phần bệ đỡ chân này đúng không? Rồi với cái phần ghế này thì em có thấy là ngồi cảm thấy thoải mái, thích thú không? Ngồi cảm thấy mềm không? Sướng không? Với cái phần ghế da này thì hoàn toàn được sử dụng bằng ghế da bò, một trong những cái vật liệu hoàn toàn bằng tự nhiên và nó cũng rất là bền bỉ và nó rất là thoáng mát.
đúng không? Ngoài cái không khí không gian rất là hiện đại trên cái mẫu xe GLC 300 Formatic này thì trên cái mẫu xe này còn được trang bị một cái hệ thống dàn loa với 13 loa Burmester, một trong những cái hệ thống loa mà cao cấp nhất của Mercedes-Benz hiện tại. Và lát chút nữa thôi thì anh sẽ xin phép được mời Châu Lê thử nghe cái dàn loa này của Mercedes-Benz GLC, đúng không? Với những cái chuyến đi xa thì anh nghĩ rằng là chúng ta cần phải có những sự lãng mạn và đem tới những không khí không gian vui vẻ. Và điều đó nó thể hiện với việc là chúng ta sẽ có cái cửa sổ trời panorama ở đây. Yeah. Đó, em đi biển này, em đi du lịch, em đi chơi, đi rừng, đi biển hạn như vậy. Mình mở cửa sổ ra, mình sẽ có những không gian, không khí nó rất là thoáng mát và cảm nhận được cả một cái bầu trời bên trong luôn. Ok, ngoài ra thì em còn thích những cái điểm gì nữa không? Bản thân em thì là một người rất là thích đi du lịch và em thích hít những cái bầu không khí thật là trong lành. Thế nên là em khá ấn tượng với cả phần cửa sổ trời. Thì không biết là anh chỉ có thể mở nó ra giúp em không? Ok, em chỉ cần nhấn cái nút này thôi là chúng ta có thể là có một cái không gian cực kỳ là mát mẻ rồi. Đó, chỉ cần một chạm thôi là chúng ta đã có một cái bầu không khí không gian nó rất là thoáng mát cũng như là rất là tiện, đúng không? Ok, với hàng ghế thứ hai của mẫu xe GLC 300 Formatic thì các bạn có thể thấy là chúng tôi đang có một cái không gian tương đối là rộng rãi. Với một cái mẫu xe crossover thì chúng ta phục vụ được 5 người và ngồi với 3 vị trí ở trên xe này với 3 người, 2 người lớn hoặc 1 trẻ con thì rất là ok. Tuy nhiên thì nếu như 3 người lớn thì có thể là cũng hơi chật một chút, là bởi vì chúng ta ở giữa có thêm cái phần vai bò ở đây. Đây cũng là một trong những cái phần mà mẫu xe nào sử dụng cầu sau cũng phải có. Tuy nhiên thì các bạn có thể thấy là ngồi như này thì cái phần đầu của tôi so với chân rất là rộng, cái phần đầu gối với hàng ghế phía đằng trước thì cũng được găng tay. Với những vị trí này thì chúng ta sẽ có những cái không gian rất là rộng rãi và thoải mái để mà đi những cái chuyến đi xa, đi dài với gia đình hay là người thân. Và bên cạnh đó thì chúng ta còn có những cái phần cái tay ở đây nữa. Với những cái chuyến đi xa thì có những cái phần để tay như này thì nó giúp cho chúng ta không bị mỏi tay này, rất là thoải mái. Ngoài ra thì chúng ta còn có những cái phần để cốc ở đây nữa. Đó, để cốc để chai nước. Để cốc để chai nước. Rồi ghế đằng sau thì có cả Isofix dành cho trẻ con nữa. Và có thêm những cái phần cửa gió điều hòa phía đằng sau, không thể thiếu được trên một cái mẫu xe hạng sang như Mercedes. Tất nhiên là cái phần điều hòa này không phải là điều hòa tự động và chúng ta chỉ có những cửa sổ điều hòa phía đằng sau thôi. Rồi cổng sạc Type-C, rồi cổng sạc 12V cũng giống như là phiên bản của C300 nhập khẩu. Đèn và kính ở đằng sau của chúng ta đó là kính màu tối nhé các bạn nhé. Màu tối này thì nó sẽ đảm bảo cái quyền riêng tư của chúng ta. Và cái thứ hai đó là cái kính ở trên GLC 300 Formatic thì hoàn toàn bằng kính 3 lớp. Kính 3 lớp thì nó giúp chúng ta là có cái khả năng kích âm chống ồn tốt hơn. Đồng thời là cái việc là chúng ta sẽ có những cái việc đó là ngăn những cái tia UV, tia độc hại vào bên trong khoang cabin xe, đảm bảo cái sức khỏe của chúng ta. Đằng sau thì cũng có thêm cái phần ốp tần bì ở đây, ốp đỗ tần bì ở đây. Trông rất là đẹp, cũng là một cái mẫu xe hạng sang thì được thiếu được. Ok. Mercedes-Benz GLC 300 phiên bản 2020 có kích thước tổng thể chiều dài là 4.670mm, chiều rộng là 1.990mm, chiều cao là 1.650mm và chiều dài cơ sở là 2.873mm, nhỉnh hơn về chiều cao so với thế hệ trước, trong khi chiều rộng và chiều cao giảm đi khoảng 10mm. Mercedes-Benz GLC 300 Formatic lắp ráp trong nước có giá bán là 2,399 tỷ đồng, trong khi đó các đối thủ khác trong phân khúc đều có mức giá bán cao hơn, ví dụ như BMW X3 có giá hơn 2,5 tỷ đồng, Volvo XC60 là 2,45 tỷ đồng và Audi Q5 là 2,51 tỷ đồng. Không chỉ giá thành thấp, GLC 300 Formatic CKD còn được bổ sung thêm các trang thiết bị ép giá như màn hình giải trí được nâng cấp lên 10,25 inch, bổ sung hệ thống treo thích ứng Dynamic Body Control mới, bổ sung gói nội thất Exclusive sang trọng, vô lăng thì đã chuyển sang dạng tròn. GLC 300 sở hữu linh hồn là khối động cơ xăng M264 2.0 lít 4 xi lanh tăng áp mới có khả năng sản sinh công suất 258 mã lực tại 6.100 vòng một phút cùng mô men xoắn cực đại 370 nm. Xe sử dụng hộp số tự động 9 cấp 9 Gtronic hữu danh của Mercedes kết hợp cùng hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian của Formatic. Nhờ vậy, GLC 300 có thể tăng tốc từ 0 tới 100 km/h với thời gian đáng nể là 6.2 giây.
Với cái mẫu xe này thì cũng đã có một cái câu chuyện rất là vui. Chúng ta nhún nhảy ở ngoài Hồ Tây đúng không? Xe này có phải là chiếc xe của Quang Hải không anh?